giám đốc điều hành Land Rover đã công bố phiên bản mới nhất của chiếc xe đầu bảng nổi tiếng của công ty vào thứ Ba, thể hiện một chiếc SUV thế hệ thứ 5 được trang bị tốt và thân thiện với môi trường. Một cách đáng ngạc nhiên, nếu không phải là ngân sách của bạn, sự nhấn mạnh của công ty vào chủ nghĩa hiện đại được thể hiện đầy đủ với ngoại thất của Range Rover 2023. Đường mái dốc nhẹ tương phản với đường ngưỡng cửa cũng như các chi tiết thiết kế cổ điển khác được kết hợp với các tiện nghi hiện đại như tay nắm cửa bên ngoài có thể thu vào để giúp cải thiện hiệu suất khí động học của xe lên gần 12% so với các phiên bản trước. Toàn bộ chiếc xe được xây dựng trên kiến trúc Mullaflex mới của Land Rover cho phép khoảng sáng gầm xe 11,6 inch và vượt qua hơn 35 inch nước. Về hệ truyền động, Range Rover mới cung cấp một loạt tùy chọn. Các mô hình cơ sở sẽ đi kèm với động cơ i6 tăng áp nhẹ 48V Hybrid 3.0L công suất 395 mã lực và mô men xoắn 406 bộ LBS tiêu chuẩn. Trên đó, động cơ V8-4.4L Twin Turbo 523 mã lực mô men xoắn 553 bộ LBS cũng có sẵn. Vào thời điểm Range Rover cập bến Hoa Kỳ vào năm 2023, Land Rover dự kiến sẽ cung cấp cho nó một động cơ plug-in hybrid tùy chọn 434 mã lực có khả năng di chuyển tới 62 dặm chỉ bằng năng lượng điện sử dụng pin 38,2 kWh. Và, đến năm 2024, Land Rover đã công bố kế hoạch cung cấp hàng đầu của mình với hệ dẫn động hoàn toàn bằng điện. Nhưng sự sang trọng được thể hiện trong buổi phát trực tiếp hôm thứ Ba đi kèm với cái giá phải trả. Một mức giá rất cao. Mức đầu vào P400 xe bắt đầu từ $104,000, $110,000 nếu bạn chọn biến thể 7 chỗ ngồi và leo lên mức $163,500 cho P530 First Edition với trục cơ sở dài. Các đơn đặt hàng cho Range Rover mới đã được mở và việc giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!